Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chàng cao bồi Manila thân Trung Quốc vào cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán tại Philippines. Thái độ thân Trung Quốc của đương kim Tổng thống Philippines Duterte đã khiến chính trường quốc gia này liên tiếp có những tranh luận sôi nổi. Và gần đây, đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc lại làm dậy sóng quốc đảo xoay quanh câu chuyện chống dịch. Tổng thống Duterte đã chậm trễ hơn các nước láng giềng trong việc chống viêm phổi để không làm phật ý đồng minh Trung Quốc. Để rồi khi bắt tay vào việc chống thì lại vô cùng cứng rắn. Ông ta đã đe dọa bắn bỏ những ai không tuân lệnh phong tỏa mà ông ban hành. Không đến tận Bắc Kinh như Thủ tướng Campuchia Hun Sen giữa tâm dịch, nhưng Tổng thống Duterte luôn ủng hộ người đồng nhiệm Tập Cận Bình, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng giải quyết dịch của Trung Quốc và đề ra các biện pháp chống dịch trong nước theo hướng không làm Trung Quốc phật lòng. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Vào cuối tháng giêng, Bộ trưởng Y tế Philippines Duque vẫn từ chối cấm người Trung Quốc vào Philippines vì e ngại tác động chính trị và ngoại giao. Trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Vũ Hán bên ngoài Hoa Lục là ở Philippines vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 càng khiến người dân nước này lo lắng về nguy cơ dịch lan rộng. Đây là một du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán, trước đó đã đi khắp nơi trên lãnh thổ Philippines. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Duterte vẫn khẳng định không có lý do gì để cấm du khách Trung Quốc đến Philippines. Hơn thế nữa, lẽ ra chính quyền Philippines phải đi tìm những người đã có liên hệ tiếp xúc với bệnh nhân số 0 này để ngăn chặn việc lây lan trong dân chúng, nhưng họ lại không làm vì điều tra quá kỹ về mọi người Trung Quốc sẽ làm Bắc Kinh tức giận. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Pháp Bonnet ở Manila thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đại Dương, để không bị dư luận chỉ trích quá nhiều, Bộ Y tế Philippines đã giải thích là các hãng hàng không đã từ chối cung cấp cho ông tên các hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 0 đó. Và cùng một lúc, chính quyền của Philippines cũng đã đi tìm số 500 du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán đến mừng Tết Nguyên đán trên các bãi biển nổi tiếng đầy ắp người ở đảo Bokay. Việc tìm kiếm rất miễn cưỡng vì phải mất 4 ngày để tìm ra. Từ việc yêu cầu đòi ngừng đón khách du lịch Trung Quốc từ khoảng cuối tháng giêng, người dân Philippines thậm chí đi xa hơn đòi chính quyền trục xuất hết người Trung Quốc về nước. Đây là hình ảnh người dân Philippines đổ xô đi mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Manila sau khi chính phủ thông báo ca tử vong đầu tiên vì virus corona chủng mới vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Yêu cầu mang tính cực đoan này dĩ nhiên không được Tổng thống Duterte chấp nhận, đồng thời đánh giá là bài Trung Quốc. Tại Philippines vào thời điểm đó, khẩu trang trở nên khan hiếm trên thị trường, trong khi người dân lo sợ vội vã đi mua khẩu trang dự phòng. Tình trạng khan hiếm được chính phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, ông Salvador, khẳng định: làm thế nào chúng tôi có thể phát miễn phí khẩu trang khi không còn nữa? Đó là khi ông trả lời truyền thông về câu hỏi liệu có phát miễn phí khẩu trang như ở Singapore đang làm hay không. Trong khi Tổng thống khẳng định không có khẩu trang để phát cho dân, thì Thượng nghị sĩ Richard Gordon, một người thân cận của Tổng thống Duterte, cho biết đã huy động và xuất khẩu được hơn 3 triệu khẩu trang sang Trung Quốc. Bài phát biểu trái ngược, thiếu thống nhất giữa hai quan chức khiến người dân phẫn nộ. Họ cho rằng chính quyền Tổng thống Duterte quan tâm đến Trung Quốc hơn là sức khỏe của người dân khi đã bầu ông làm Tổng thống. Cùng lúc trên trang Twitter lan truyền dòng chữ Duterte với khoảng 45.000 tweet tranh luận về các chủ đề này. Hashtag này cũng lan truyền trên mạng xã hội để phản đối cách xử lý khủng hoảng của chính phủ. Đây là hình ảnh quân đội Philippines kiểm tra giấy tờ tại thành phố Pasay vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, vào lúc quốc gia Đông Nam Á bị phong tỏa chặt chẽ để chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đội ngũ dư luận viên chính phủ thường chỉ trích gay gắt, lăng mạ những ai tấn công Tổng thống Duterte. Giờ bỗng đổi giọng kêu gọi người dân Philippines đồng cảm với người Trung Quốc đang phải đối mặt với cảnh bị đối xử phân biệt vì nạn dịch. Tuy nhiên, người sử dụng mạng xã hội đã nhanh chóng phát hiện nguồn gốc của những tin nhắn đó là một trang chuyên cung cấp thông tin của chính phủ. Phát hiện trên cho thấy ý đồ định hướng của chính phủ để công luận có thiện cảm hơn với người Trung Quốc đang sống ở Philippines. Trong khi tâm lý lo sợ đang lan rộng trong dân chúng tại Philippines, thì ông Duterte là ít xuất hiện trên truyền thông trong thời gian này, mà theo phát ngôn viên Paleno, Tổng thống
ở Davos để đọc các báo cáo về virus. Bộ trưởng Y tế Duque đã phải đứng mũi chịu sào ra tuyến đầu chống dịch. Và cuối cùng, trước những lời chỉ trích, lo lắng của đại đa số dân chúng, ông Duque đành xuất hiện trước công chúng vào hôm 3 tháng 2 và đã phải đổi ý và ra lệnh tạm thời cấm nhập cảnh vào Philippines đối với đa số du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Tổng thống Duque đã phát biểu như sau: Trung Quốc đã rất tử tế với chúng ta chỉ nên chứng tỏ họ cho thấy điều tương tự. Mọi người hãy ngừng ngay việc bài Trung Quốc. Và đồng thời ông trấn an người dân như sau: mọi việc vẫn ổn. Và cho đến khi Philippines có 111 người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 8 ca tử vong, theo như số liệu chính thức của chính quyền Philippines, thì hôm 12 tháng 3, Tổng thống Duque đã ban hành lệnh phong tỏa trên một phần của lãnh thổ, cùng một lệnh giới nghiêm rất nghiêm ngặt ở thủ đô Manila. Lệnh giới nghiêm bắt đầu được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát vũ trang đã được triển khai chặn các ngã đường đổ về thủ đô 12 triệu dân. Các chuyến bay nội địa đi từ Manila đã bị hủy. Các cuộc tụ tập công cộng bị cấm trong vòng một tháng. Tất cả người dân thủ đô tạm thời không được tự do ra vào thành phố trừ phi chứng minh được phải đi làm. Thiết quân luật cũng được áp dụng từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho cảnh sát bắn bỏ những kẻ gây loạn, không tôn trọng phong tỏa. Với cách nói thô bạo, ông đã gửi đến những thành phần này lời đe dọa: nếu gây phiền phức thì tao sẽ đưa bọn mày xuống mổ. Đến khi dịch bệnh bùng phát trong nước, ông Duque cũng không quên bảo vệ chính bản thân mình khỏi dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến Philippines phải căng mình vì ông Tổng thống. Đây là hình ảnh Tổng thống Duque chủ trì một cuộc họp ở cung điện Maracan vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. Đội ngũ bảo vệ an ninh của Tổng thống Duque vào ngày 9 tháng 3 tuyên bố không ai được phép chạm vào Duque theo nghĩa đen. Giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thông báo này đã được đưa ra. Và nhóm an ninh của Tổng thống Philippines giải thích đây là biện pháp để đảm bảo an toàn cho Tổng thống và gia đình ông giữa lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát. Những người dự kiến đến gần Tổng thống trong các cuộc họp và sự kiện sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng xem có bệnh hay triệu chứng nào liên quan đến viêm phổi Vũ Hán hay không. Chỉ huy của lực lượng PSK, lực lượng đặc nhiệm này, đã nói như vậy. Ông này nói thêm rằng đối tượng bao gồm các nhân viên của PSK, các chính trị gia và các quan chức khác. Cơ quan của chính phủ Philippines cũng tuyên bố các sự kiện tập trung đông người mà ông Duque với tư cách là khách mời, danh dự sẽ được xem xét và có thể bị hủy bỏ. Không phải chỉ vì sự an toàn của Tổng thống Duque mà còn cho những người tham dự. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, người cao tuổi có tiền sử bệnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Ông Duque năm nay cũng 74 tuổi, là Tổng thống lớn tuổi nhất khi đắc cử tại Philippines. Tình trạng sức khỏe của ông Duque gần đây được truyền thông chú ý. Ông từng nói mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh còn gọi là nhược cơ, các bệnh tiền đình và từng xét nghiệm ung thư. Báo địa phương từng thống kê ông Duque vắng mặt tại ít nhất 8 sự kiện hồi năm 2019 vì lý do liên quan tới sức khỏe. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Philippines này. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, ông Duque đã làm tất cả những gì có thể làm để khỏi làm phật lòng Trung Quốc. Trong mọi phát biểu, ông không quên cảm ơn nồng nhiệt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự trợ giúp của Trung Quốc trong lúc mà nhiều nước chỉ trích sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh về nạn đại dịch này. Đây là hình ảnh người dân đeo khẩu trang phòng dịch lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Quezon, Philippines vào ngày 13 tháng 3. Gần đây, Tổng thống Philippines cố bào chữa cho đồng minh như sau: không phải lỗi của Trung Quốc nếu virus xuất hiện trên đất họ. Và bất chấp những lời có cánh của Duque, Bắc Kinh chẳng trợ giúp được bao nhiêu cho Manila để chống dịch. Theo số liệu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, Trung Quốc đã viện trợ cho Philippines 400.000 khẩu trang giải phẫu và 40.000 chiếc khẩu trang FFP2. Ngoài ra, lãnh đạo ngành y tế Philippines còn than phiền là chỉ 40% xét nghiệm mà Bắc Kinh gửi qua là kết quả chính xác. Sau đó, y tế Philippines đã phải đổi ý kiến và xin lỗi về tuyên bố này. Trong một phóng sự đăng ngày 27 tháng 4 năm 2020, Marina Dac, thông tin viên của tạp chí Pháp tại Philippines, đã không ngần ngại mỉa mai gọi Tổng thống Philippines là một chàng cao bồi chống virus corona. Hơn nữa, chiến lược thân thiện của Manila đã không giúp Philippines khống chế đại dịch. Bệnh dịch tại Philippines dự trù sẽ tiếp tục lan rộng, trái với những lời khẳng định là dịch bệnh đang lùi bước của chính quyền.
tất cả những động thái của ông Duterte suốt nhiệm kỳ của ông làm chỉ càng làm cho làn sóng bài Trung Quốc tại Philippines ngày càng sôi sục. Đây là hình ảnh chụp video clip gây tranh cãi của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở thành cái cớ để một bộ phận người dân Philippines giải tỏa nỗi phẫn nộ, bức xúc về người Trung Quốc nói chung trên mạng xã hội và qua đó lên án chính sách thân Trung Quốc của Tổng thống Duterte như người nhận định trong bài viết sau. Chính sách thân Trung Quốc của Duterte đạt đến giới hạn lây lan, đăng trên trang Asia Times vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã phải hứng chịu sự giận dữ của người dân sở tại. Và để ca ngợi cho sự giúp đỡ mà Trung Quốc đã dành cho Philippines trong cuộc chống dịch viêm phổi Vũ Hán và tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã cho thực hiện và công bố hôm 24 tháng 4 năm 2020 một video clip âm nhạc bằng tiếng Hoa và tiếng Thác Lông, tức là ngôn ngữ chính của Philippines. Thế nhưng clip video tuyên truyền mang tựa đề song ngữ như Hải Đích, Na Biên, tức là tạm dịch là Một Biển, đã bất ngờ bị rất nhiều người Philippines phản đối và đả kích. Xem đấy là một âm mưu của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông, trong đó có các vùng biển của Philippines. Tính đến hết ngày 26 tháng 4, tức là hai hôm sau khi được tung lên mạng YouTube cũng như trang web của Đại sứ quán Trung Quốc, clip này đã thu hút được hơn 470.000 lượt người xem trên trang YouTube và được gần 20.000 bình luận. Về thái độ của người xem, clip này đã bị 135.000 người phản ứng ghét, so với vỏn vẹn chỉ có 1.800 người phản ứng thích. Trên trang Twitter, dân biểu Rufino Basso, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Philippines, không che giấu thái độ bực tức và đã nói như sau. Họ, tức là người Trung Quốc, đã có thể chọn một thế giới hoặc là một cuộc chiến hoặc một mục tiêu. Thế nhưng họ lại chọn sang một biển. Điều đấy rõ ràng không thích hợp với tranh chấp chủ quyền đối lập nhau ở trên biển Tây Philippines, tức là cái tên Philippines đặt cho Biển Đông. Chính khách này còn tự hỏi, nếu giờ đây ta nói hai Trung Quốc thì sao? Một câu hỏi được đặt ra. Đây có lẽ là hàm ý việc Trung Quốc và Đài Loan. Đây quả là một vố đau cho Đại sứ quán Trung Quốc, vốn đã đầu tư rất nhiều vào công việc tuyên truyền này. Với chính đại sứ Hoàng Khê Liên, lời viết bài hát và cho một trong những người hát là một nhà ngoại giao Trung Quốc. Càng gần đến ngày mà trên nguyên tắc Tổng thống Philippines hết nhiệm kỳ thì ông Duterte càng thể lộn rõ vai trò người phục vụ đắc lực cho quyền lợi của Trung Quốc. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã mở ra nhiều đất diễn để ông Duterte thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Bắc Kinh. Giới chức và người dân Philippines càng có dịp để thấy rõ hơn mối bận tâm của vị Tổng thống mà họ đã bầu ra. Thay vì chăm lo cho người dân của mình trước một đại dịch vô tiền khoáng hậu đang hủy hoại sức khỏe toàn cầu, thì nguyên thủ đất nước lại chăm chăm theo dõi sắc mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đăm chiêu nghĩ cách để làm hài lòng vị Hoàng đế Tập. Và thành tích của chàng cao bồi Manila trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán cũng đáng để người dân Philippines suy nghĩ về lá phiếu khi kỳ bầu cử sắp tới của mình. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, Philippines là quốc gia đứng thứ hai ở Đông Nam Á về số ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán, với 568 người chết, trong lúc đứng thứ 3 về số lây nhiễm, sấp xỉ mức 8.500 trường hợp. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 3 ngày 5 tháng 5 năm 2020 với bản tin Chàng cao bồi Manila thân Trung Quốc và cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán tại Philippines. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de